Mình chia sẻ cho quý vị một cái bể đúc rất đẹp mà chỉ có 5 triệu thôi quý vị nhé. Cái này quá đẹp, trần à cả 4 cái đồn luôn, 4 chân đồn luôn, quý vị nhìn đẹp. 5 triệu chỗ này là thợ đắp tay xong là ra khuân. Đúng rồi, đầu tiên là người ta phải đắp một cái mẫu rồi người ta làm khuân, nhưng mà chắc là giỏi nhỉ. Giỏi nhỉ. Nếu các bác đặt một cái này đắp tay thì nó vào mười mấy triệu cơ. À thế cơ. À nhưng mà đúng là phải nói giỏi thật đấy. Một cái khuân này bọn cháu cả tiền khuân lẫn tiền mẫu ra một cái mẫu này biết bao nhiêu tiền. Đúng rồi. Cái khuân này nó vào 30 triệu. Một cái khuân này. À khuân này chắc là nó bằng silicone. Vậy với lại cái mẫu đắp tay này mười mấy triệu. À thì mình bán phải hàng mấy chục cái khuân này mới lấy lại vốn. Mấy chục cái trọng. Thế còn cái bể dưới? Bể dưới 6 triệu. À bể dưới to hơn như thế này mà cũng có 6 triệu thế à? Vâng. Ờ, nhỉ. Chính mua cái bể này lại rẻ. Nhưng mà là đến về đến tận vườn luôn hả? Hợp với các bác không? Ừ, đúng rồi. Về tận vườn thì còn tùy các bác. Đây là số điện thoại của mình đây phải không? Dạ. Hãy chia sẻ cho quý vị số điện thoại của nhà vườn Quý Nhân. Số điện thoại là 0389565255. Địa chỉ là Khánh An, Yên Khánh, Linh Bình. À, đây là người Linh Bình nha. À, còn trọng này thì là chân này. Không, trọng này. À, cũng chân, là chân này luôn đi. À chân khác. Chân đây. À chân tròn. Hôm qua bọn cháu tròn quả lựu là. Không, chân tròn đẹp lắm. Ừ. Kia kìa, chân nó chân kia. Đây. Chân kia không? À chân đấy rồi ok. Còn em có bác thích chân vuông nó chân vuông. À cái bể kia là bể này đấy phải không? Vâng nó đấy. À đẹp nhỉ. À, đấy, lên cây. Đồng chí này cũng có cái tác phẩm này cũng được đấy. Đúng là một đá một cục. Đá. Ui giời. Cóc vàng đấy. À rất tiếc là khi cái chân kia nó lại mấy viên gạch vào đấy. Đẹp cái cây đấy cũng át đấy. Mình thích thì mình đục mình. Là mình chế đá vào cũng được. Tác phẩm rất là đẹp. Phôi đấy. Ừ, phôi. Làm điện. Chia sẻ cho quý vị luôn cái tác phẩm này nhá. Đấy, bảo đá này. Bình chưa? Ui. Ôm một hòn đá rất đẹp. Đây là tác phẩm này giống chùa một cột đẹp. Đây là có thể gọi là chùa một cột hoặc là giống biểu tượng Quốc Tử Giám Hà Nội, một trường đại học cổ của Hà Nội. Chuyên sung à? Sung cái này lâu lắm.
Không, cái này là đặt anh ấy đắp. Mỗi cái này là cho đúc rồi. Cái này là đắp tay. Ngay cái này rồi. Cái này đúng đắp tay rồi. Nhìn cái nét này. Chỉ có 102. Cây sung nhiều quả đấy, nhiều tiền không? Dạ. Cây sung nhiều quả đấy. Bán rồi, bác. À, bán rồi hả? Dạ. Hay là bán cho bán cho hiệu à? Dạ. Bán cho hàng hiệu à? Bán cho cái anh để chính hiệu. À, à thế á? Dạ. Bán mình nhiều tiền không? Cháu không rõ lắm, thằng em cháu mà. À, cây là của người khác à? Cây của anh em cháu. À. Đây, cây sung. Làm hôm qua. Rồi, xin chào quý vị.